trời không có được có nắng nữa. Coi là kho tiêu này ăn cũng hấp dẫn quá, không biết có cần phải bỏ gừng vô cho nó phải cái tanh không. Anh trên tay đang cầm sẵn củ gừng, không biết có nên cắt vô, cắt vô sợ nó đắng. Củ gừng thì nó làm cho rất tanh, không biết làm sao thôi. Các bạn ơi, các bạn có biết cách làm sao cho nó không có tanh, chỉ cho mình nữa nha.